Xin kính chào quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả thân mến. Thì hôm nay thực phạm nhận được một số tiền của cô chú mạnh thường quân để tới đây để giúp cho chị đó. À, chị ơi, hôm nay chị còn đi bán bánh bông lan nữa không? Bữa nay nghỉ rồi. Bán hôm gài bán được không chị? Hôm gài bán chậm đó. Công nhân nó nghỉ đi gì với hai nó bị bệnh dịch. Thường phạm cũng tính qua Tết thường phạm mới tới giao, nhưng mà thôi suy nghĩ cô chú mạnh thường quân cũng nhận thường phạm nó trao trước Tết để cho chị có tiền trang trải đó. Phòng trọ mà nó đây một tháng bao nhiêu chị? Chưa gửi mấy chục. Dạ hả? Ừ. Cũng hơi cao ha. Tiền điện này cái cái phòng này là phòng cuối rồi, mấy phòng kia có mắc hơn không hay là sao? Nó đắt hơn. Đắt hơn nữa. Sao mình không mai mốt mình kiếm cái phòng nào rẻ ở hơn chị? Ở đây có phòng nào rẻ hơn nữa không? Có phòng 500 mà nó không có toilet ở trong. Rồi chị khó khăn đó, chị đâu có đi đâu được đó. Thì mình ở đây để đây tới Tết đâu có ai đi về, mình kiếm chỗ khác mình ở. Hôm nay thấy chị cũng còn được cái bọc bánh nè, là sao cái bọc bánh này sao? Bọc bánh này hôm qua ế đi. Ế bán không hết hả? Không gà buôn bán được không? Hôm gài bán cũng chậm lắm. Dịch bệnh thì người ta cũng ít mua hay sao? Mấy tháng luôn rồi, mấy tháng nay chị bán được mình dương lắm. Thì căn phòng của chị thấy thấy cũng sơ sài quá. Chỉ có cái tủ lạnh nè. Còn lại quần áo chị thì cũng không có gì hết. Có mấy bộ đồ à? Chị được mấy bộ đồ? Được có 5-6 bộ. Chị vô bữa nào chị cũng giặt, nhìn cả 2 ngày. Chị ở đây chị tự giặt luôn hả? Chị tự giặt, vô tắm rồi chị giặt. Vô trong đây chị tự giặt hả? Rồi chị ở trong đây là chị nấu cơm trong đây hay gì? Nấu cơm trong đó. Em thấy có một cái bếp cao và một cái bếp lùng. Ở trên đâu có đốt bếp ga, để cái nồi với cái thau. Nấu không tới hả chị? Không tới. Giới đâu tới rồi hả? Chị đâu có đứng được đâu. Rồi cái tủ lạnh này của chị là của ai? Của người ta bán cho chị có 500. Dạ. Lâu chưa? Chừng hấm gài à. Bữa cưng cho tiền chị đó. Vậy mua được giống như là 500 giống như là mình vừa cho vừa mua đó ha. Đó, vừa cho vừa mua luôn đó. Rồi từ đây tới Tết thì chị có dự định là nướng thêm bánh bông lan nữa bán không? Người ta về quê chân. Không, vậy hả? Mấy bà kêu bữa nay nướng nữa, chị nói hô ở đây là dân An Giang không à. Tan chay không à, rồi người ta đâu có ăn đâu. Dạ. Ế chết. Hôm qua ế bọc rồi. Ế ba bọc rồi, bà kia bà thấy vậy bà thích chỉ hai bọc. Rồi chị đi đứng như thế này nè, rồi chị sinh hoạt ở trong nhà như thế này chị thấy có khó khăn không? Cũng bình thường như cậu cũng vậy, mình cũng bình thường, có con cái thì đi ra ngoài đường nó khó. À nãy em thấy chị lấy cái cây mà lấy đồ vô đó em thấy cũng khó khăn đó ha. Thấy khó khăn. Dục đại vô vậy đó, vô nhà mới treo sao. Vậy chứ giờ không có ai tiếp sao giờ. Chị kể lại cho tất cả khán giả được biết là cái căn của bệnh, cái căn bệnh của chị như thế nào mà hôm nay mà chị phải đi đứng như thế này. Chị bị lâu chưa? Chị bị hồi lúc 7 tuổi. Dạ. 7 tuổi tới giờ bị sốt bại liệt á. Chị kể hết luôn đi. Chị kể dài tới giờ đi. Cái lúc mà chị đó là chị 7 tuổi rồi, đầu má chị á, sao chị đi mua đồ đầu chợ Thiên Giang, rồi đầu tự anh nhức hai chân á. Nhức hai chân rồi tự nhiên quỵ xuống rồi là bắt đầu la lên, rồi đầu khóc, rồi đầu bám cái gáy ẩm vô. Ẩm vô đi chị bệnh là cái bên trái là nó bị teo. Chích thuốc nhiều quá. Phải đi bên thuốc nam, thuốc bắc thì nó đâu có bị đâu. Thì cho tới bây giờ luôn ha. Tới bây giờ luôn. Thì tới bây giờ thì em thấy là chị đi như vậy là thứ nhất là hai cái chân của chị yếu phải không? Yếu lắm. Là hai chân yếu bằng nhau không? Cái bên, chân nào bên đây thì nó không có cảm giác đâu. Còn bên đây thì nó còn cũng như mình chèo xe mình đứng được. Đứng bên cái này được. Không cảm giác là sao chị, ngắt nhéo không đau hay sao? Cũng như ngắt nhéo nó cũng đau hơi hơi à. Còn là nó cũng như là nó liệt bên đây luôn rồi đó. Còn bên đây là ngắt nhéo còn đau phải không? Còn, nó còn. Rồi hai cái tay chị xe hai tay em tay coi bên coi. Trái cũng yếu lắm. Lật lên này, cái tay này giống như là nó bị cong giãn hay sao đó chị? Thì nói nè, nó đã nó bị ấy gọi nó tao rồi. Cái này là chị ở ngoài nắng yếu nó nám khu vực này hả? Từ nó nám. Mấy năm nay rồi tay bên đây là cái công lực của tay bên đây thì đỡ hơn tay bên đây phải không? Đỡ hơn. Chị có thích đi xe lăn không? Chị không thích đi xe lăn. Là cũng như là chị đi ra đường nó xe nhiều quá.
Rồi lỡ mình có cái gì đâu ai lo cho mình đâu, có mình nên ai đâu nuôi, lỡ xe nó chạy dữ lắm chạy thí không đó. Ừ, mình đi cũng ấy mà lỡ có cái gì cái lu bu lắm, Với cái công việc của chị bán bánh bông lan như vậy ừ thì cũng nó khó khăn lắm. ngồi trên xe lăn cũng khó khăn ha. Ừ, Chị ở cái phòng này chị ở mấy người? có ông chị bởi vì nặng tiền quá rồi chị tính kiếm chỗ khác. Kiếm chỗ khác rẻ hơn Ừ, ha. tính ra ngoài chợ ngoài phía ngoài ở mà ngặt À, cái được rồi đó. Chị đi thì lên xe đủ khó khăn lắm, với hai nữa là đi ra ngoài người ta đi được người kia ta đi lẹ ta đi à. nhanh, còn mình vậy đâu có đi kịp nữa đâu. Ừ. Dù như người ta dành thời gian đi ra ngoài là 5 phút đi, mình thì phải cỡ nửa tiếng. Cái tiếng đồng hồ chưa đi tới À, cái chạy xe. chế chế người ta đâu có chờ mình được Vậy đâu. hả? Rồi mình lên xe, có khi nào mà chị về quê mà chị gặp trở ngại về vấn đề mà giống như là mình đi chậm như vậy không? Có Là sao đâu chị kể không biết đây. như đi ở đầu lên xe rồi cái này cái kia rồi đầu người ta bỏ mình, ta không rước không đón, cũng như người ta có dọn người ta chạy xe như đây chạy đây lên kia, người ta có dọn người ta chạy lại chỗ người ta lại trèo lên mình đâu có chạy được đâu. Có khi nào chị bị người ta lấn chị té không? Có kỳ đó đi lại bánh xe đó cái đầu nó đông quá lắm chị té thiệt Có á. Có té trên xe hay là nhà té xe dưới Thanh đất? Thảo, nhà xe Thanh Thảo À, ừ. là té gì, té trên xe hay là té rớt xuống đất luôn? Lọt đất luôn. Ghê vậy. Cái như cái bậc chè mình trèo lên vậy nè, cái người ta dành ta trèo lên trước, người ta dành chỗ ngồi. Thôi vậy em thấy chị khó khăn như vậy, ví dụ như mấy ngày Tết nó đi về thì đông như vậy nó cũng lấn mình cũng khó Rồi đi hôm nữa nay ha. không? Tới đây á em báo cho chị một tin vui là em nhận được một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân cũng khá là nhiều nè. Số tiền này có thể là mình mua xe lăn được nè, chị có thích chạy xe lăn không? Xe lăn chị đi nó khó khăn lắm em, Dạ hả? tại vì đi ra đường cái đường bên đây nó xe dữ lắm, là mình đi nó chạy thí luôn đó, người ta có vỗ tay người ta còn bị đụng, còn mình vậy người ta nó không thấy đâu, lỡ mà mình có cái gì ai đâu nuôi mình đâu. Vậy thì bây giờ vậy nè, bây giờ chị lấy giấy chứng minh ra đi, cái em sẽ chở chị ra ngân hàng để làm cái sổ tiết kiệm cho chị thấy thế nào? Chị đâu có giấy chứng minh đâu, Ủa? từ đó tới giờ chị bị có tặng về rồi chị đâu có giấy chứng minh, chị nghĩ là chị ở nhà chị không có đi đâu. Ủa sao ngộ vậy, Ừ. không có chứng minh sao chị ở chỗ này được? Ở trọ này nhờ cái ông đó bà ông làm bên công an xã. À, có nghĩa là chủ trọ này Ừ. là chủ trọ này là chính quyền địa phương ở đây luôn à? Sao Không, cái lúc đó như chị bị bệnh về rồi đâu hồi có đó giờ chị ăn có lần nào làm giấy chứng minh chưa? không, từ nhỏ tới lớn luôn, lúc chị bệnh luôn là tới giờ đó là với nhà cũng khổ rồi đâu có ai đâu xe đâu có xe đâu chở đi. Ủa vậy rồi sao mà làm, ví dụ như em muốn mua cho chị cái bảo hiểm để chị đi khám bệnh rồi sao mà mua trời? Chị không có cái giấy chứng minh gì hết trơn, bây giờ em muốn hỗ trợ cũng khó luôn á. Bây giờ không biết sao, bây giờ cô chú Mạnh Thường Quân thì cũng dặn Thương Phạm giúp cho chị để bỏ vô cái sổ tiết kiệm đó. Thì Thương Phạm cộng lại cũng được mười mấy triệu nè. Bây giờ sao đây, vậy thì chị không có giấy chứng minh, vậy thì em đưa tiền mặt chị giữ được không? Được, qua Tết chị về chị làm giấy chứng minh cho vô. À, qua Tết về hả? Có dự định không? Có dự định qua Tết về không? Có Ờ, lúc vắng vắng bớt dịch bệnh ha, cái bớt mình đi xe cho tiện luôn người ha. ta cho mình đi về mình đi về xe có chạy À, xe giờ nó cũng vắng chạy nhưng mà chị giữ tiền được không? được. Được, bây giờ Thương Phạm xin đọc danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân như sau. Xin rất chân thành cảm ơn số tiền của chú Quỳnh Phi Long ở Hóc Môn ủng hộ là 2 triệu, cô Phạm Thị Hương ở Bỉ ủng hộ là 1 triệu 400 ngàn, cô Huệ ở Bỉ ủng hộ là 400 ngàn. À, tiếp theo là theo yêu cầu của chị Hòa trích số tiền 10 triệu ở bên phía gia đình của chị Hạnh qua là 10 triệu, là 20 tổng cộng là 20 triệu 579 ngàn trừ 10 triệu còn lại là 10 triệu 579 ngàn. Vậy là tổng số tiền hôm nay Thượng Phạm trao là 13 triệu 800 ngàn. Em trao cái tiền mặt này chị giữ được không? Được, chị giữ không ai biết đâu, An toàn không? không có sao. Thì nãy chị nói là chủ trọ này là cũng là chính quyền địa phương ở đây ha, có gì thì Có gì chị điện không? đúng rồi được không? Được. Bây giờ em trao chị. Dạ.
chắc được không? Được không? Chắc em trao nha. Được mà. Rồi đây là 13 triệu 800 ngàn. 13 triệu là 26 tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tờ là 13 triệu 800 ngàn là 4 tờ giấy 200 ngàn. Rồi 13 triệu 800 ngàn. Rồi, tiền này rồi đây là 13 triệu 800 ngàn. Chị cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài giúp cho chị. Chị cảm ơn nhiều lắm. Rồi cố gắng lên chị. Rồi cố gắng rồi chị cất, chị cất, chị bảo quản được phải không? Không sao đâu, chị không có nói dài vậy. Chị không có khoe với ai đâu, chị đã giấu em cua rồi. Rồi thì nếu được. Mà qua Tết á, qua Tết thì làm biết có giấy chứng minh á, thì nếu mà còn lại á thì em sẽ chở chị đi làm cái sổ chị cất cho an toàn lại ha. Rồi rồi chị cảm ơn ha. Rồi vậy thì kính thưa quý vị, trước khi khép video lại thì Thường Phạm xin gửi lời chân thành cảm ơn chú Quỳnh Phi Long ở Hóc Môn, cô Phạm Thị Hương ở Bỉ, cô Huệ ở Bỉ, với lại chị Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng gợi ý là trích số tiền của bên gia đình chị Hạnh ra 10 triệu để giúp cho chị Thụ. Thì Thượng Phạm đọc cho rõ ràng hơn là số tiền còn lại là 20 triệu 579 ngàn. Hôm nay trừ ra 10 triệu, số tiền còn lại là 10 triệu 579 ngàn. Đó, Thượng Phạm đọc rõ chỗ này cho cô chú được biết ha. Số tiền bên chị Hạnh trừ ra là còn lại là 10 triệu 579 ngàn. Hiện tại bây giờ Thượng Phạm cũng nhận được một số yêu cầu của cô chú Mạnh Thường Quân dùng số tiền này để giúp đỡ cho cái chú mà ở Vĩnh Long, chú bị lủng cái lưng lồi nội tạng đó, thấy cái nội tạng đó quý vị, thì trích cái số tiền này để giúp đỡ để cho chú. Nếu cô chú Mạnh Thường Quân nào có ý kiến thì gọi Thượng Phạm, còn Thượng Phạm không nhận được yêu cầu nữa thì Thượng Phạm sẽ dùng số tiền này để giúp cho chú ở dưới đó. Thì bây giờ Thượng Phạm cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.